Xin chào các bạn, đến với Mimin Tarot và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đó là điều gì đang đến với cuộc sống của các bạn. Xem đây là cái điều gì nha, bất kỳ một điều gì đó, ai đó hoặc là một cái nguồn cảm hứng hoặc là một cái, thậm chí là một cái đồ vật nào đó chẳng hạn, hay là một cái gì đấy đặc biệt chẳng hạn, nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn tiếp theo. Thì hãy cùng chọn cho mình một tụ bài nhé. 1, 2, 3, hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Đây là một cái tờ để mình dán vào sổ á. Đó. Đây, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để lắng nghe cái thông điệp là điều gì đang đến với cuộc sống của các bạn đây. 1, 2, 3. Cho các bạn thêm 5 giây để lựa chọn nhé. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với tụ bài đầu tiên. Các bạn chọn tụ bài đầu tiên, đây là trẻ bé chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là điều gì đang đến với cuộc sống của các bạn, điều gì đang được đem đến trong cuộc sống của các bạn. Thì phải nói rằng là mấy ngày hôm nay dạo gần đây ý, là cái tụ bài số 1 này này, là cái thông điệp đó cực kỳ là tốt, cực kỳ là tuyệt vời. Và cái tụ bài số 1 này cũng như thế, cũng là một cái thông điệp cực kỳ là tuyệt vời cho các bạn ở cái thời điểm tiếp theo. Mình thấy rằng là điều gì đang đến với cuộc sống các bạn, thứ nhất là mình thấy, thứ nhất là các bạn sẽ khám phá ra được những cái sự thật. Nó, sự thật ở đây nó có thể liên quan đến một cái vấn đề nào đó trong cuộc sống của các bạn. Và cái điều đấy có thể liên quan đến quá khứ, liên quan đến một cái tình huống độc hại nào đó, hoặc là liên quan đến một cái vấn đề gì đấy mà các bạn cứ khúc mắc mãi, nó không có lời giải đáp ấy, nó không có cái câu trả lời ấy. Thì mình thấy là sắp tới đây cái sự thật đấy, cái câu chuyện đấy nó sẽ được phơi bày, nó sẽ được đem ra ánh sáng, nó sẽ được đem ra để kiểu giống như là bạn sẽ nhìn thấy được cái sự thật đó, nhìn thấy được cái ý nghĩa cũng như cái bài học thông qua cái câu chuyện đó ở đây. Mình thấy đây là cái lá the devil, nhưng mà mình thấy là đây có thể là những thứ mà các bạn đã đang trải qua nó rồi, và nó đã thuộc về với quá khứ rồi. Có thể một số bạn vẫn còn bị ám ảnh bởi một cái điều gì đấy liên quan đến quá khứ, hoặc là một số bạn thậm chí là có một cái sự phụ thuộc nghiện ngập vào một cái tình huống như là tình cảm, như là công việc, hoặc là bất kỳ một điều gì đó. Thì mình thấy là sắp tới đây á, mọi thứ sẽ được phơi bày ra, mọi thứ sẽ được đem ra ánh sáng, và để bạn hoàn toàn đoạn tuyệt với những thứ liên quan đến quá khứ. Mình thấy rằng là cái tụ bài này đang báo hiệu rất là nhiều dấu hiệu tích cực cho cái việc đấy, chính là bạn sẽ có cho mình được những cái thành tựu này, có cho mình được cái sự chiến thắng sau khi mà bạn vượt qua được hết tất cả những cái vấn đề, những cái khó khăn, những cái ám ảnh, những cái ràng buộc các bạn liên quan đến quá khứ. Đây, còn lá bài là đừng để quá khứ kéo bạn ở lại phía sau. Mình thấy rằng là sau cơn mưa trời lại sáng rồi, sau đêm đen thì bình minh đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Lá bài này cũng nói về cái việc đấy, chính là một cái tương lai tươi sáng hơn, tất cả những cái thứ tốt đẹp hơn nó đang đến với cuộc sống của các bạn rồi. Và các bạn đang có một cái sự lên level thời điểm hiện tại, tức là các bạn đang ở những cái tầng này, ví dụ như thế, tầng dưới này, thì bắt đầu các bạn đang có cái sự chuyển hóa dần dần lên trên cao. Các bạn có thêm lá 6 gậy ở đây thì mình thấy rằng là bạn có một cái sự chiến thắng nào đó. Một số trường hợp là các bạn có một cái thành tựu nào đó nha. Thành tựu này liên quan đến mặt tiền bạc, tài chính, công việc. Một số bạn khác thì là các bạn đã vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn, những cái vấn đề liên quan đến quá khứ, sự ám ảnh. Những cái thứ đấy nó tiêu cực và nó độc hại. Mình thấy bạn hoàn toàn vượt qua được và tiến lên phía trước, dành cho mình được một cái thành tựu nào đó, một cái chiến thắng nào đó ở đây. Và đặc biệt cái lá bài này này cũng là một cái biểu hiện rất rất là tốt, nói về cái sự đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần, lẫn rất là nhiều cái điều tốt đẹp ấy, nó sẽ đến với bạn. Trời, cái tụ bài này nó tích cực một cách kinh khủng khiếp ấy. Đây này, mình đọc cho các bạn nghe về cái lá bài này từ trong cái quyển sách nhá. Tức là cái này nó có thể đến, cái sự đầy đủ này của bạn ấy nó sẽ đến dưới rất là nhiều dạng. Có thể là giàu có về tài chính, mình thấy là nhiều khả năng cũng có giàu có về tài chính rồi. Các bạn thấy là 10 xu đây không? Là cái sự dồi dào này nó không chỉ là ố, hình như hôm qua tụ bài số 1 cũng có 10 xu. Ô, thật là trùng hợp. Thì mình thấy rằng là cái sự đầy đủ này nó là đầy đủ về 10 xu, là biểu hiện của một sự đầy đủ về cả mặt vật chất lẫn tinh thần của các bạn luôn. Và cái lá bài này này, đây các bạn nhìn thấy ở đây có rất là nhiều những hoa quả, rồi là vàng bạc lấp lánh dưới cái ánh này. Các bạn nhìn thấy rồi là các bạn đã thấy sự sung túc rồi đúng không? Đây chính là thứ sẽ được đem đến trong cuộc sống của bạn tiếp theo. Nhưng mà rõ ràng rồi, không phải tự nhiên nó rơi xuống đầu các bạn đâu, mà là các bạn đã có sự cố gắng để có thể vượt qua được quá khứ, vượt qua được một cái gì đó nó rất là độc hại, bỏ lại ở phía sau nó.
tất cả những cái thứ này để có thể tiến lên phía trước, cho mình một cái, lên một cái level mới, lên một cái con người mới, là một cái phiên bản mới tái tạo chính cuộc sống của các bạn. Thì cái này có thể, cái sự đầy đủ này có thể liên quan đến mặt vật chất này, tài chính, tiền bạc này, và ví dụ như là kể cả tình yêu lãng mạn, hoặc là tất cả những cái thứ mà mình vừa nói ở đây. Và cái lá bài này nó nói về việc đấy chính là bạn đã hoàn thành công việc quan trọng, và tức là có thể là bạn đã làm những cái việc cần thiết để đạt được một cái thành tựu, một cái thành công, hoặc là vượt qua những cái khó khăn, thì sắp tới đây bạn sẽ được đền đáp bởi những cái thành tựu, những cái kết quả tốt đẹp. Những hạt giống mà bạn đã gieo vào năng lượng của bạn và trong cuộc sống của bạn, nó đã sẵn sàng để được thu hoạch theo một cách tuyệt vời nào đó. Hãy sẵn sàng vì một bữa tiệc tuyệt vời và cái sự dồi dào đang được chuẩn bị cho bạn ngay bây giờ. Những thiên thần cũng như là vũ trụ đang rất là chờ đón các bạn tiến lên phía trước để khám phá cái điều này. Đó, đây là ý nghĩa là bài nói vậy đó. Mình thấy rằng là có thể là bạn sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc bởi cái lá bài này, nó nói về việc đấy chính là bạn hét lên trên với thiên đường trong cái niềm vui vẻ hạnh phúc của các bạn. Thì mình thấy là sắp tới có nhiều bạn sẽ nhận được những cái tin tức rất là vui vẻ nha, hoặc là sẽ có cái thành công liên quan đến công việc, tài chính, tiền bạc, hoặc là cái thành tựu, thành công của riêng bạn, như là bạn đã thay đổi bản thân mình lên một, update bản thân mình lên một phiên bản tốt hơn, và bạn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc hơn với chính cuộc sống của các bạn. Đây là các bạn cũng có lá phù phiêu này, quá là nhiều cái lá bài tích cực luôn ở đây luôn ấy. Chứ là ở đây thì mình thấy không có gì để chê cả. Cái lá The Devil này thì mình thấy là nó là những cái vấn đề có thể liên quan đến quá khứ của bạn rồi. Và ở đây cũng nhắc nhở các bạn, đấy chính là, đấy bạn thấy không, một bữa tiệc đang được bày ra cho bạn. Bạn có ăn hay không, bạn có dùng bữa hay không, bạn có chọn nó hay không, đấy là quyền của bạn. Bạn chọn nó hay là bạn chọn quá khứ của bạn, hay bạn chọn những thứ dày vò bạn khiến bạn đau khổ, thì cái đấy là quyền quyết định của bạn thôi. Thì mình thấy là mọi thứ sẽ cực kỳ tuyệt vời với các bạn trong thời điểm tiếp theo. Có thể là cái bạn cũng sẽ được mọi người nhìn nhận với một cái ánh mắt khác. Bạn, cái giá trị của bạn nó được nâng lên và khiến cho mọi người tôn trọng hơn bạn hơn bao giờ hết. Và ở đây á, mình thấy rằng là bạn cũng sẽ có một cái sự kết nối với rất là nhiều người trong thời điểm tiếp theo. Tức là có thể là các bạn bắt đầu giao lưu nhiều hơn, kết bạn học hỏi, cũng như là thậm chí có một cái cộng đồng nào đó riêng của riêng bạn luôn. Bởi vì mình thấy có cái sự chuyện trò, giao tiếp trò chuyện ở đây, có cái sự communicate clearly này, tức là bạn sẽ nói có thể là nói rất là nhiều, có thể là trao đổi giao tiếp. Một số bạn có thể là đi học thêm một cái gì đó, hoặc là một số bạn dạy cho người ta học một cái gì đó, không phải dạy cho người ta học mà là dạy cho người ta một cái kỹ năng hay là một cái kiến thức gì đó đến cho những cái người xung quanh. Bạn chia sẻ cái điều đó lên. Nói chung là bạn đang đi đúng đường và bạn đang trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính bản thân các bạn. Tụ này đang là một cái giống như là một cái bức tranh mà vũ trụ đang vẽ ra cho bạn, để bạn thấy được rằng là nếu như bạn tiến lên phía trước thì đây là những thứ phần thưởng dành cho các bạn. Bạn có thể tất cả điều này nó sẽ không đến ngay cùng một lúc, tức kiểu vào trong cuộc sống các bạn. Bởi vì khi mà một điều gì đó, chúng ta đang sống bình thường cái này đó, và một điều gì đó nó vào trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là bất ngờ và cảm thấy cái niềm vui đấy nó rất là vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng mà tất cả những thứ này nó sẽ đưa đẩy một cách rất là dần dần, mà có thể là bạn sẽ không nhận ra được. Bạn sẽ phải ngồi lại chiêm nghiệm, nhìn lại quãng thời gian bạn trải qua thì bạn mới cảm thấy wow, mọi thứ quá là diệu kỳ. Bởi vì là mình đi từ cái con số 0 rồi mình lên số 2, số 3, số 4 rồi số 5, rồi cuối cùng là mình lên được số 10 lận. Đó, thì khi mà bạn đứng ở trên số 10 rồi ấy, thì có thể là bạn không cảm nhận được quá là nhiều cái điều tốt đẹp mà bạn đã đạt được. Nhưng khi bạn nhìn xuống lại ngày xưa của bạn, số 1 của bạn sẽ thấy là bạn đã đi quá một cái con đường rất là dài rồi, và đạt được rất là nhiều cái kết quả tốt đẹp rồi. Tụi này nói thật là không có gì phải chê cả, nhưng mà mình thấy là bạn cũng nên giống như là kiên nhẫn nhá với tất cả những thứ đang đến. Như mình nói là nó sẽ không một lúc đâu, một lúc sau bạn xử lý đúng không, xong xử lý được, có thể những cơ hội, những câu chuyện nó sẽ được sắp xếp vào đúng chỗ của nó. Wow, mình thấy là mình ngứa tay, mình rút từ trong cái bộ này thì là romance luôn. Thì mình thấy là bạn hãy biết rằng ấy, những cái điều tốt đẹp này nó không sẽ chỉ đến trong khi mà bản thân bạn là một cái phiên bản tốt hơn, bạn khiến cho cái cuộc sống của bạn nó đầy đủ hơn á, thì bạn đồng thời sẽ thu hút những thứ tốt đẹp tương tự đến với bạn trong mọi lĩnh vực, như là công việc, tài chính, tiền bạc và cả tình yêu của bạn nữa. Thì mình thấy là bạn nào mà đang độc thân, sắp tới thần Cupid sẽ
Dương cung tên bắn vào mông của bạn. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là thôi từ từ rồi các bạn khám phá đi, mình cũng không muốn rút thêm quá nhiều bởi vì cái tụ này đang rất là đẹp. À, bây giờ xem muốn rút gì nữa không ta. Đây, thêm cái lá bài từ cái bộ bài này đi. Bây giờ mà là ra cái lá bài mà kiểu giống như là hãy biết ghi nhận thành quả thôi thì quá tuyệt vời rồi. Lâu lâu được những cái tụ mà nó rất là ok. Cho tụ bài số 1. Thông điệp dành cho các bạn. Ấy, mình bảo mà tôn vinh bản thân bạn. Mình bảo kiểu thế nào cũng ra những cái lá kiểu giống như là ghi nhận những cái thành quả của bạn rồi ghi nhận những sự cố gắng của các bạn, thì mình thấy sắp tới có thể là bạn cũng sẽ được tôn người khác tôn vinh đấy. Tức là kiểu giống như là họ vinh danh bạn, họ ủng hộ bạn, họ bạn đạt được một cái thành tựu nào đó đáng để khen thưởng, đáng để công nhận chẳng hạn. Hoặc là chính bản thân bạn ấy hãy nhìn nhận lại toàn bộ những sự cố gắng của bạn. Hãy vỗ tay, hãy ủng hộ, cũng như là hãy biết nhận ra được bản thân các bạn đã cố gắng như nào, hãy ghi nhận những cái điều đó. Hãy chuẩn bị để được làm ngạc nhiên. Và cái lá bài này nó cũng nói về việc đấy, chính là đây là khoảng thời gian để bạn kiểu giống như là áp dụng những thứ mà bạn đã học trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tuyệt vời. Sời, tuyệt vời luôn á. Rồi, đó là tụ bài số 1 nhá. Chúng ta đến với tụ bài số 2. Tụ bài số 2, đây là trẻ bé trung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là điều gì đang đến với cuộc sống của các bạn? Thì đối với điều gì sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn trong thời điểm tiếp theo, thì mình thấy đối với cái tụ bài số 2 này thì có khá nhiều thứ để nói đây. Đầu tiên thì mình thấy thời điểm hiện tại có thể là các bạn sẽ đang gặp phải những cái khó khăn về mặt tiền bạc tài chính ở đây. Các bạn nhìn thấy những cái đồng tiền nó đang lăn lóc các thứ ở đây không? Đó. Thì mình thấy rằng là có vẻ là tiền bạc tài chính của bạn nó đang không ổn ở thời điểm hiện tại. Và các bạn đang phải gánh nặng rất là nhiều những cái vấn đề các bạn cần phải giải quyết. Thì trong thời điểm tiếp theo mình thấy rằng là có thể là các bạn sẽ có một cái cơ hội nào đó, hoặc là bằng một cái cách nào đó, mình không biết nữa. Nhưng mà có thể là các bạn sẽ cải thiện được cái tình trạng về mặt tiền bạc tài chính ở đây. Các bạn độc lập, tự do, hạnh phúc và có tiền đây này. Đó, thấy không? Nhưng mình thấy rằng là cái câu chuyện này, cái tình huống này liên quan đến tiền bạc tài chính này thì nó cũng yêu cầu bạn có một cái sự kiên nhẫn nhất định. Tức là từ 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 nó mới có thể tới được, chứ nó không thể đến với các cuộc sống các bạn quá là nhanh được. Thứ hai, cái thứ mà sẽ đến với cuộc sống các bạn đây mình thấy là liên quan đến câu chuyện tình cảm. Mình thấy có ai đó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn, một cuộc sống của các bạn. Người này có thể là người thuộc cung nước, song ngư, cự giải, bọ cạp. Người này thì thực sự là có tình cảm với các bạn ở đây, và người này sẽ đem đến cho bạn rất là nhiều những cái cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, hài hòa, cũng như là cảm giác giống như là đầy đủ á về cái mặt cảm xúc của bạn á. Và mình thấy là với lá dating đây thì có thể một số bạn sẽ hẹn hò trong cái thời điểm tiếp theo. Cái điều số 3 ở đây á là mình thấy là các bạn cũng sẽ có một cái sự thay đổi, cũng như là nhìn nhận khác khác về cái mặt tâm linh của bạn, về mặt bên trong, về mặt linh hồn, nhận thức của bạn rất là nhiều. Có thể các bạn bắt đầu đọc những cuốn sách về tâm linh, về thôi miên tiền kiếp, hoặc là các bạn có hứng thú để đi tìm hiểu những cái quy luật của vũ trụ, hay là muốn thay đổi chính bản thân của mình để cái bên trong chính bản thân của mình để giống như là phát triển hơn, có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính bản thân các bạn. Cái số 3, mình cái điều tiếp theo nữa ở đây ý, thì mình thấy là có một cái mong muốn nào đó của bạn nó sẽ trở thành hiện thực. Thì cái mong muốn này thì có thể là tình cảm, công việc, hay là bất kỳ điều gì đó. Cũng có thể một số bạn sẽ liên quan đến việc di chuyển, những cái chuyến đi của bạn, hoặc là di chuyển, hoặc là chuyển nhà, hoặc là có những cái thay đổi ở trong cuộc sống của chính bạn. Đại loại là mình thấy trong thời điểm tiếp theo ấy, bạn sẽ quay trở về với cái vị trí đấy, chính là làm chủ chính cuộc sống của các bạn. Và các bạn sẽ điều tiết mọi thứ đâu ra đó, đâu vào đó để khiến cho cuộc sống của mình nó tốt hơn. Còn ngay thời điểm hiện tại thì mình thấy các bạn đang có một cái sự buồn rầu, đang có một cái sự mệt mỏi cũng như là chán nản nhất định ở đây. Tuy nhiên ấy thì mình cảm thấy rằng là bạn đã đủ tốt rồi. Nếu như khó khăn quá ấy, hãy hỏi đến cái sự giúp đỡ từ những cái người xung quanh. Và mình thấy ở đây cũng có một cái vấn đề mà các bạn cần phải lưu ý cho mình, đấy chính là có thể là các bạn từ trước đến giờ ấy, hoặc là ở ngay cái thời điểm hiện tại ấy, các bạn luôn có cái xu hướng đấy chính là phục vụ người khác quá nhiều.
bạn giống như là một cái người, ở đây là hình ảnh một người người hầu này đó, thì đối ngay khi cái lá bài này nó xuất hiện thì mình có cho mình một cái cảm giác, đấy chính là có thể là bạn đang luôn vì người khác rất là nhiều, có thể là bạn bị người khác coi thường, hoặc là thậm chí là họ bạn cứ đi phục vụ người này người kia, bạn làm cái điều này điều kia nhưng bạn không có được công nhận ấy. Và một là bạn không được công nhận, hai nữa đấy là có thể là bạn bị khinh thường, hoặc là bạn bị người khác nói này nói kia đó. Thì mình thấy rằng là bản thân bạn phải biết rằng là bạn đã đủ tốt rồi, bạn đã làm đúng tất cả mọi thứ rồi. Nếu như mà ai đó hay là bất kỳ một cái tình huống nào đó không công nhận bạn ấy, thì bạn phải tự đòi lại cái công lý cho chính bản thân của mình. Còn bạn đừng trao cho người khác cái quyền để mà giống như là họ định đoạt, cũng như là họ phán xét bạn như thế này hay là như thế khác. Và mình thấy rằng là cái cách mà bạn cho, tức là cái cách mà bạn đối xử với bản thân bạn ấy, nhưng ví dụ như là bạn cho phép người khác đối xử bất công với mình ấy, thì họ cũng cứ thế làm như thế thôi, bởi vì họ cảm thấy là không có vấn đề gì hết thì họ cứ tiếp tục làm như vậy với bạn thôi, đâu có sao đâu. Cho nên mình thấy là bạn cần phải đòi lại cái công lý cho chính bản thân của bạn, bạn phải làm chủ chính cái cuộc sống của bạn. Rồi, khá là nhiều điều đấy, bận rộn đấy, tại vì là có những cái lá bài mà I hurt you, mình thấy có ai đó rất là thích bạn. Rất là thích bạn, dành tình cảm cho bạn ở đây trong cái thời điểm tiếp theo đấy. Và họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn sớm thôi. Có điều là bạn ý, cho dù là bạn đến với hai hay là bất kỳ ai đến với cuộc sống của các bạn ý, thì các bạn cũng cần phải có cho mình được cái giới hạn của chính bản thân các bạn, ranh giới lành mạnh, tức là cho phép người ta làm được làm điều gì với bạn và không được làm điều gì với bạn. Nếu không là kiểu giống như là người ta sẽ hay trèo lên đầu lên cổ các bạn, rồi coi thường bạn, rồi là mặc định đấy là những cái công việc mà bạn phải làm. Ví dụ như trong công việc chẳng hạn, bạn luôn là cái người chịu thiệt thòi, kiểu họ sai bạn đi lấy cái này đi mua cái kia, rồi làm cái nọ làm cái kia, trong khi đó không phải là cái công việc của bạn, thì các bạn hãy lên tiếng vì cái quyền lợi của chính bản thân của mình để đòi lại cho mình cái công lý nhá. Mình thấy là tình cảm sắp tới sẽ nở hoa bùm bùm chéo chéo đó, chứ không phải là đùa đâu. Rất là nhiều lá bài. Tình yêu chính là lý do của mọi thứ này. Wow, hãy chọn chỗ để đón tình yêu mới đang đến với cuộc sống của bạn. Thì tụ này là nở hoa về cả tình cảm và tiền bạc tài chính, mình thấy cũng có cái sự cải thiện nhá. Tuy nhiên thì như mình nhắc các bạn đó, đấy là hãy đòi lại cái công lý cho mình. Và mình thấy là có thể là trước cái bạn ấy có thể là một cái người mà rất là cả nể. Give yourself much more credit. Đó, nó bảo là hãy biết ghi nhận những cái sự cố gắng, ghi nhận cái nỗ lực của chính bản thân của các bạn. Giống như là không ai vỗ tay cho bạn, không ai ủng hộ bạn, thì bạn hãy là cái người ủng hộ chính bản thân bạn đầu tiên đi. Thì mình thấy rằng là cái điều đó là cái điều mà mình cảm thấy bạn cần phải để ý nhiều nhất ở trong cái tụ bài số 1 này. Còn nó sắp tới thì mình thấy là dần dần cái tình trạng rối ren này ý, thì nó cũng sẽ dần dần được giải quyết mà thôi. Nói chung cái tụ này thì cái nguồn năng lượng nó chủ yếu liên quan rất là nhiều đến tình yêu, tình cảm ở đây. Nhưng mà mình cứ có cảm giác rằng là một là các nhiều khả năng là các bạn đến, kể cả các bạn đến với cái người này đến với bạn á, các bạn cũng có thể là có cái cảm giác tự ti, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có thể các bạn cứ quen luồn cúi rồi, các bạn đã quen cái việc là bị người ta đè đầu cưỡi cổ rồi, cho nên là các bạn cảm thấy mặc cảm hoặc là gì đó. Mình thấy là bạn cần phải thay đổi đi, không được như này đâu. Mình luôn có một cái cảm nhận đó ngay từ khi ban đầu cái tụ bài này được lật lên. Các bạn hãy học cách yêu thương trân trọng bản thân của bạn hơn. Cho nên nhiều khi nhá, thật ra là cũng phải đánh đá một chút đấy, thật ra là cũng phải gay gắt một chút đấy, giống như là biết bảo vệ quyền lợi của bản thân mình đấy. Chứ các bạn nghĩ là dĩ hòa vi quý, đấy là cái việc biểu hiện cho cái việc đấy, chính là không đủ yêu thương bản thân của mình để cho người khác mà họ thích làm gì với mình thì làm. Chịu thiệt thì nó cũng tùy chỗ tùy lúc thôi. Xem nào, xem tình yêu như nào nào. Healing family issue. Rồi, mình hiểu rồi. Có thể bạn có cái cảm xúc như thế này, hay là cái suy nghĩ của cái việc đấy chính là phải nhún nhường, phải luồn cúi, phải cả nể, phải thế nọ, phải thế kia đó, vì người khác đó.
là bởi vì bạn có một cái tổn thương nào đó liên quan đến gia đình của bạn. Có thể rằng là ở nhà kiểu giống như mọi người hay kiểu trù dập bạn ấy, bảo ui mày chả làm được cái gì hết, mày thế nọ mày thế kia, rồi là chó nó lấy mày, đúng không? Rồi này khác vân vân, nó tức là cái điều đấy nó lặp đi từ trong cái hồi mà bạn còn được nuôi dạy từ bé rồi. Cho nên là khi mà cái điều đấy nó được lặp đi lặp lại trong tiềm thức của bạn, cho nên là bạn nghĩ là mình kém cỏi, mình sẽ phải là cái người chịu thiệt, rồi là đi phục vụ, rồi là này kia các thứ. Phục vụ ở đây nghĩa là sao? Có nghĩa là chịu bị chèn ép á, kiểu thế đó. Thì mình nghĩ là cái điều này á, nó đã gây rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của bạn rồi. Bạn đã đến lúc để bạn cân bằng lại mọi thứ, đòi lại cái quyền lợi cũng như là làm chủ cuộc sống của chính bạn rồi. Calling your soulmate. Người này là soulmate mà bạn gọi đến trong cuộc sống của chính bạn. Let your friend help you. Mình thấy là sẽ có rất là nhiều người sẵn sàng giúp đỡ bạn ở trong cái thời điểm tiếp theo, very soon. Mình thấy là cái điều này đang diễn ra, sắp diễn ra rồi. Sớm thôi, rất là sớm thôi, cái người này họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Let go control issue. Mình thấy là bạn đừng cố kiểm soát cái gì cả. Ví dụ như người này họ xuất hiện thì bắt đầu bạn lại có cái xu hướng là lùi lại, hoặc sợ hãi, hoặc là cảm thấy mình không xứng với họ. Part life relationship. And I stay optimistic about your love life. Tức là hãy lạc quan về cái đời sống tình cảm của bạn. Người này và bạn có cái kết nối rất là đặc biệt. Có thể là các bạn đã cùng đồng hành với nhau trong rất là nhiều kiếp sống trước đây rồi, và kiếp sống này thì bạn tiếp tục gặp lại họ ở đây. Giờ ra là give yourself the best là chuẩn này. Bài số 1, tụi bài số 2 nhá. Xin cho tụi bài số 2. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Thề luôn, mình đã làm cái công việc này 3 năm thì gần hơn 3 năm, gần 3 năm gì đó rồi, 3 năm gì đó, chả nhớ mấy năm nữa rồi, 3 năm gì đó. Nhưng mà lần nào á mà khi mà rút ra ấy, mà nó đúng cái lá mà mình suy nghĩ trong đầu, là mình cũng giật mình luôn. Mình vừa rút ra give yourself the best, mình biết mà, bởi vì cái tụ bài này nó rất là giống cái lá bài này. Lá bài này nó dặn các bạn về cái việc đấy, chính là hãy nhớ là dành những cái điều tốt đẹp nhất cho chính bản thân của bạn. Hãy trân trọng yêu thương bản thân của bạn nhiều hơn. Còn bạn cứ dành mọi thứ cho tất cả những người xung quanh nhưng mà nó không có đúng chỗ ấy, thì bạn vừa phí hoài sức lực. Đây này, mình thấy là có thể là bạn sợ cái việc là phải đi ngược lại với đám đông. Bạn sợ cái việc là kiểu sẽ không được người khác ủng hộ, cho nên là bạn chiều lòng người khác. Bạn sợ phải nói không, tức là bạn người ta nói gì mặc dù lòng bạn không muốn đâu, bạn vẫn phải nói yes yes yes, vâng vâng để tôi làm, kiểu như thế. Bạn nên có một cái chính kiến, nên có một sự tự tin cho chính bản thân của mình. Bạn không đáng phải bị chịu những cái điều đó. Get over yourself, hãy vượt lên chính mình. Tuyệt vời. Rồi, đó là tụ bài số 3 nhé. Chúng ta đến với các bạn tụ bài đó là tụ bài số 2, chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chỉ vì vậy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nhất. Vì đây là trẻ bé chung nên không thể đúng với tất cả mọi người được. Với cái câu hỏi ở đây á, đó chính là điều gì sắp xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Thì đây mình nghĩ đó là một cái tin tức, một cái vấn đề nào đó sẽ xuất hiện ở đây. Tụ này là một tụ khá thú vị. Các bạn nhìn này là wedding không? Mình thấy sắp tới có một đám cưới nào đó sẽ được tổ chức. Một số ít, rất là ít ở trong cái tụ bài số 3 này là các bạn là cái người tổ chức đám cưới. Và nhiều phần trăm khác ấy, có thể là khoảng 10% thôi, các bạn ở đây một số ít ở trong cái tụ bài số 3 này này là các bạn tổ chức đám cưới. Còn đến 90% ấy là đám cưới này không phải của bạn, mà là của một ai đó khá là quan trọng trong cuộc sống của bạn, sẽ được tổ chức trong thời điểm tiếp theo. Và bạn có thể là sẽ người bạn là người có cái ảnh hưởng đến cái đám cưới này, hoặc là bạn sẽ được mời đến cái đám cưới này. Và chắc chắn đám cưới này có điều gì đó đặc biệt, cho nên nó mới được highlight với bạn trong cái thời điểm tiếp theo ở đây. Nó mới được kiểu highlight trong cái tụ bài này. Còn kiểu các bạn đi đám cưới về, hoặc là cái đám cưới này nó bình thường, chả có cái gì, thì nó cũng không có quá là ảnh hưởng, đúng không? Nhưng mà tụ này thì như sau đây. Ok, tụ này ấy, thì mình thấy rằng là
Có thể là sẽ có ai đó quay trở lại trong cuộc sống của bạn trong cái thời điểm tiếp theo, hoặc là sẽ có cái sự xuất hiện trở lại của ai đó. Người này có thể là người cũ của bạn, hoặc một ai đó mà bạn đã từng quen trước đây, nhưng bạn và họ có một cái mối liên kết rất là mạnh mẽ. Hai người có thể là soulmate của nhau. Nhưng mà mình có một cảm giác rất là mạnh mẽ, đây là người cũ của bạn rồi, nhưng mà họ quay lại với cái mục đích gì? Mình nghĩ là có thể mời bạn làm, không phải mời bạn làm đám cưới, mà là mời bạn đến đám cưới của họ chẳng hạn. Đó, hoặc là họ muốn làm hòa với bạn. Hòa đây theo cái nghĩa là bọn mình sẽ làm bạn với nhau, thế thôi. Còn đâu mình thấy rằng là không có nhiều khả năng để yêu lại từ đầu hay gì đó đâu. Bởi vì mình cứ có một cảm giác là nó rất là dễ sắp tới, chắc kiểu nhiều bạn ở tụ bài số 3 này sẽ được người yêu cũ mời đám cưới, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là cái người này có thể là người tuổi cung khí và bình thiên mình song tử. Cái người này thì họ là một cái người khá là dứt khoát trong những cái quyết định của bản thân họ. Họ không phải là kiểu người mà lửng lơ con cá vàng hay là ngày hôm nay thế này, ngày mai thế khác đâu. Họ có thể là khá là thẳng thắn và muốn nói chuyện hoặc là muốn kết nối với bạn vì một cái mục tiêu nào đó ở đây. Thì mình thấy là về phía bạn thì bạn sẽ khá là phân vân trước những cái sự xuất hiện của cái người này. Bạn sẽ suy nghĩ về họ, về cái mối quan hệ này. Rồi, ok, cần rút thêm nữa. Wedding. Trời ơi, đấy chưa, hai cái lá wedding ở đây. Mình có một cái cảm giác nữa ở đây, đấy chính là wow, có thể người này đã có new love rồi, người này đã có người yêu mới rồi. Mình cảm thấy rằng là có một số ít trường hợp đấy chính là người yêu cũ của bạn, họ muốn đề nghị bạn quay lại với bạn, và có thể hai người mong, tức là người này sẽ họ sẽ đề nghị bạn tiến đến một cái hôn nhân nào đó. Hoặc là một trường hợp nữa như mình nói rằng là họ mời bạn đi đám cưới của chính họ bởi vì họ đã có một cái tình yêu mới rồi. Thì mình thấy đây cho dù là cái đề nghị gì thì mình thấy là rằng là bạn có thể là sẽ nói không với cái điều này. Tức là nó có thể sẽ rẽ ra hai cái trường hợp như thế nhá, bởi vì cái tụ này nó rất là nước đôi. Mình không thể khẳng định với các bạn được ra cái lá wedding đây là kiểu gì có đám cưới được tổ chức, đảm bảo luôn. Hoặc là bị đề nghị làm đám cưới, kiểu như thế. Nhưng mà mình có một cái cảm nhận là người này sẽ mời bạn đi đám cưới của họ, hoặc là thông báo cho bạn biết là họ chuẩn bị cưới, hay là bạn biết được tin là sắp tới họ sẽ cưới chẳng hạn, kiểu như thế. Thì mình thấy rằng là bạn sẽ có một cái xu hướng đấy là từ chối, không muốn nói chuyện với người này, hoặc là không muốn đến cái đám cưới đó, hoặc là người này có đề nghị làm đám cưới với bạn, hay là đề nghị bạn quay lại với họ hay gì đó, thì mình thấy là bạn cũng có xu hướng từ chối với cái người này. Thì mình thấy rằng là ở đây có lá bài đấy chính là đừng để cho cái niềm kiêu hãnh của bạn kéo lại phía sau, kéo bạn ở lại phía sau. Thì mình có một cái cảm giác rằng là thật ra thì mình thấy không có việc gì mà phải quá gay gắt với những cái sự kiện này cả, hay là với những cái điều này nó diễn ra cả. Cái quyết định ý, thì nó vẫn nằm ở trong tay bạn thôi. Và nếu như được ý, thì mình thấy rằng là bạn có thể giữ một cái mối quan hệ hòa bình với cái người này, không nhất thiết là phải hận thù, ghét bỏ lẫn nhau hay là gì đó. Mà mình thấy là bạn không có gì mà phải sợ hãi khi mà phải đối diện với cái người này cả. Hãy tự tin lên. Bây giờ là mình thấy là cuộc sống của bạn đang có những cái sự cân bằng nhất định rồi, ổn định và ok, cũng như là cái sự tự tin nhất định của bản thân bạn rồi. Cho nên là khi mà đối diện với họ hay là đối diện với những cái thông tin này, mình thấy rằng là hãy ở cái mức độ đấy, chính là đón nhận nó như vậy thôi. Còn mình thấy là không việc gì mà bạn phải quá gay gắt, hoặc là có một cái xu hướng gì đó như là sợ hãi, như là ghét bỏ, hay là như là một cái gì đó nó như kiểu bệnh dịch ấy, kiểu thế. Ok, tiếp đi. Đây, say I'm sorry. Oh, ok, hiểu rồi. Người này họ sẽ đến và xin lỗi bạn với những và nói ra một cái sự thật nào đó với bạn ở đây. Rồi, ok, mình hiểu rồi. Có thể là họ sẽ đến và xin lỗi bạn, nói ra một cái sự thật nào đó trong cái mối quan hệ giữa bạn và họ, hoặc là như mình nói rằng là họ sẽ thông báo với bạn là họ sẽ kết hôn, họ sẽ đi lấy chồng, đi lấy vợ hay là gì đó. Nhưng mà mình thấy rằng là cái trước khi mà cái người này họ nói cái điều này với bạn ấy, thì có thể là bạn vẫn còn có một vài cái băn khoăn về cái người này, kiểu giống như là còn lưu luyến, còn suy nghĩ, hay là còn hy vọng một cái gì đấy nhỏ nhoi. Nhưng khi cái câu chuyện này, khi mà người này họ dẫn dắt cái câu chuyện này đến như thời điểm hiện tại,
tức là họ có thể là xin lỗi bạn và mời bạn đi đám cưới, hoặc là thông báo bạn là họ sắp tổ chức đám cưới chẳng hạn, thì mình thấy rằng là bạn sẽ hoàn toàn giải phóng được tất cả những cái suy nghĩ trước đây của bạn về cái người này. Ví dụ như là sự lưu luyến, tức là ví dụ như là sự hy vọng, và các bạn sẽ quyết định tiến lên phía trước. Các bạn sẽ chọn cách buông bỏ những cái thứ mà nó không phù hợp với cuộc sống của mình, để có thể là detox này, kiểu thanh lọc cuộc sống của chính các bạn, để đem đến những cái thứ tốt đẹp hơn cho chính bản thân của bạn. Rồi, mình không thấy có mùi quay lại đây đâu nhá. Không, khó lắm, ít lắm. Rất là ít, như mình nói là có 10% thôi à. Còn 90% còn lại là mình thấy là có thể là họ thông báo cho bạn một cái tin gì đó thôi. Thì mình thấy là bạn cũng không việc gì mà phải kiểu giống như là chấp chặt cái người này, để ý đến những cái điều nhỏ nhặt đối với cái người này. Đây cũng là một cách ý, để mà bạn có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, cũng như là bạn hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ, cũng như là bạn cắt bỏ hoàn toàn được những cái suy nghĩ, những cái vấn đề liên quan đến cái người này ở đây. Let go and flow. Hoàn toàn làm sạch được cái suy nghĩ mù mờ. Có thể trước đây bạn chưa biết tin này thì có thể là bạn vẫn còn hy vọng, hoặc là bạn vẫn còn theo dõi, hoặc là bạn vẫn còn một cái gì đó với cái người này. Nhưng khi cái tin này, cái có thể người này sẽ chính thức nói với bạn luôn á, thì bạn hoàn toàn hiểu được cái vấn đề ở đây nó nằm ở đâu. Và sau đó thì mình thấy rằng là bạn cảm thấy rất là nhẹ nhõm, vui vẻ, hạnh phúc. Bạn sẽ giống như cái lá phiêu này. Vì sao nhẹ nhõm, vui vẻ, hạnh phúc? Bởi vì là các bạn có thể là các bạn nhận ra rằng là mình đã không còn tình cảm gì với cái người này nữa rồi, và mình đã hoàn toàn giải phóng được cái câu chuyện này rồi. Mình có thể tiếp tục một cái chương mới, một cái cuộc sống mới mà không có cái sự ảnh hưởng của cái người này nữa rồi. Và mình thấy là mọi thứ tiếp theo sẽ ổn với bạn, sẽ rất là tốt với bạn trên cái hành trình mới đang chờ bạn ở phía trước kia. Nó đang thúc giục bạn hãy bước đi những cái bước đi đầu tiên. Và mình thấy rằng là với tụ bài này thì giống như là thêm bạn bớt thù, không việc gì mà phải quá là căm ghét, hận thù hay là gì đó cả. Nếu như bạn không thích thì bạn có thể từ chối, nói không là được, thế thôi. Còn không việc gì mà phải phản ứng quá là mạnh. Bởi vì khi mà bạn còn phản ứng mạnh ý, chắc chắn là bạn còn vấn đề đến từ bên trong. Đây nó chỉ giống như là một cái bài test, một cái bài thử mà vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn, để xem là cái mức độ vượt qua cái bài học của bạn ấy, nó đang ở thang điểm mấy rồi. Nó đang ở thang điểm mấy rồi. Bài số 3 nè. Tụ này lằng nhằng quá, rứt hết cả đậu hũ. Đây là thời gian để bạn kiểu giống như là áp dụng những cái thứ mà bạn đã được học, những cái kinh nghiệm, những cái thứ mà các bạn đã được học trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Giống như là như mình nói đó, đây là một bài test cho bạn để xem là bạn đã thực sự ổn chưa, ok chưa. Cho nên là suốt khoảng thời gian vừa qua bạn đã học được cái điều gì rồi thì hãy đem cái điều đấy ra để áp dụng ở trong cái thời điểm hiện tại nhá. Đôi khi những điều tốt đẹp thì nó bị ẩn giấu đi. Thế là đôi khi hãy biết rằng là kiểu giống như là đây không phải là cái người phù hợp nhất cho bạn. Và cái điều này, cái thông tin này nó đến với bạn ấy, nó là cách để giúp bạn giải phóng, tha thứ, cũng như là buông bỏ hoàn toàn được cái điều này. Ok, đó là tụ bài số 3 nhá. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.